Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của báo điện tử VOV. Thưa quý vị, mới đây, một cựu đại sứ của chính quyền cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đã đề xuất một kế hoạch bất ngờ cho Ukraina mà theo ông nhận định sẽ giúp bảo vệ lãnh thổ của đất nước này và chấm dứt cuộc xung đột với Nga. Chi tiết ra sao, mời quý vị hãy cùng với chúng tôi theo dõi trong chương trình ngày hôm nay. Bloomberg đưa tin, trợ lý của cựu tổng thống Mỹ Donald Trump, Richard Greenwald, người từng là đại sứ của Donald Trump tại Đức và quyền giám đốc tình báo quốc gia đã đề xuất thành lập các khu tự trị ở ukraine hôm thứ hai tại hội nghị bàn tròn của bloomberg news bên lề đại hội toàn quốc của đảng cộng hòa ở milwaukee ông greno cho biết các khu vực tự trị có thể có nhiều ý nghĩa đối với nhiều người nhưng bạn phải xem xét những chi tiết đó theo đài reuters ông greno là một trong số ít các nhân vật được cựu tổng thống trump tin cậy hồi còn đương chức ông từng được bổ nhiệm làm đại sứ Mỹ ở Đức và sau đó là quyền giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Mỹ dưới thời ông Trump. Theo ông Grino, bằng cách thành lập các khu tự trị, Ukraine sẽ có thể đạt được hòa bình và duy trì sự toàn vẹn lãnh thổ của mình, ngay cả khi các khu vực này được tự trị. Ông cũng tin rằng Ukraine không thể trở thành thành viên của NATO, bất chấp yêu cầu của Volodymyr Zelensky. Ông không phát biểu rõ hơn, nhưng các khu vực phía đông Ukraine trước đây được coi là tự trị, hiện do lực lượng Nga hoặc phe ly khai được Nga hậu thuẫn kiểm soát và gần như chắc chắn sẽ vẫn như vậy. Ông Grinnell liên tục khẳng định rằng ông không đại diện cho cựu Tổng thống Donald Trump và chưa nói chuyện với cựu Tổng thống về vấn đề này. Nhưng giới quan sát nhận định ông được coi là ứng cử viên cho các vị trí hàng đầu, giữ vai trò quan trọng nếu Trump thắng nhiệm kỳ thứ hai, có thể là ngoại trưởng và quan điểm của ông phát thảo cách tiếp cận mà Trump có thể thực hiện, cũng như lời khuyên mà ông sẽ nhận được. Cách tiếp cận của Greeno cũng có thể sẽ nhận được sự đón nhận thuận lợi từ người mà ông Trump chọn làm phó tổng thống, ông Jared Vance, người đã kêu gọi Ukraine áp dụng chiến lược phòng thủ và đàm phán với Nga. Trong một bài viết chia sẻ quan điểm trên tờ New York Times đầu năm nay, nghị sĩ Vance cho biết ông vẫn phản đối hầu như mọi đề xuất để Hoa Kỳ tiếp tục tài trợ cho cuộc chiến này. Trong cuộc tranh luận với Tổng thống Joe Biden vào tháng trước, ứng viên Đảng Cộng hòa phát biểu rằng nếu tái đắc cử vào tháng 11, ông sẽ giải quyết được xung đột Ukraine ngay trong khoảng thời gian giữa ngày bầu cử và lễ nhậm chức của ông hai tháng sau đó. Tuy nhiên, ông không đưa ra bất kỳ thông tin chi tiết nào về những kế hoạch đó và đã nhận được sự phản đối từ cả quan chức Ukraine và Nga. Vào tháng 6, Cộng hòa Nhân dân Donetsk đã đưa ra các đề xuất hòa bình mới để giải quyết xung đột ở Ukraine theo đó đề xuất công nhận quy chế của các khu vực Crimea, Lugansk, Zaporizhia, Kherson và các khu vực của Nga, củng cố tình trạng không liên kết và không hạt nhân của Ukraine, phi quân sự hóa nước này cũng như việc bãi bỏ các biện pháp trừng phạt chống Nga, phía Ukraine đã bác bỏ sáng kiến này. Phản ứng trước đề xuất bất ngờ của ông Rick Grenell dành cho Ukraine nhằm chấm dứt cuộc xung đột, Nga đã ngay lập tức lên tiếng bác bỏ ý tưởng này. Trong một thông điệp đăng tải trên kênh Telegram ngày 16 tháng 7. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã coi đề xuất của ông Grinnell là quá ít quá muộn, bà Zakharova viết: "Rick, ông đã ở đâu khi các thỏa thuận Minsk dành riêng cho vấn đề đó được đặt lên bàn đàm phán của cộng đồng quốc tế và Nga đã cố gắng hết sức để hỗ trợ chúng, cũng như kêu gọi tìm kiếm một hình thức liên bang hóa Ukraine để bảo vệ sự toàn vẹn của nước này." Người phát ngôn cũng cáo buộc khi làm đại sứ Mỹ tại Berlin ông Drick đã kêu gọi người Đức từ bỏ việc xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc, can thiệp trắng trợn vào công việc nội bộ của Nga và Đức. Dẫn đến hậu quả ngày nay là người Đức không có khí đốt, còn người Ukraine không có đất nước và tương lai ổn định. Trong một diễn biến liên quan, theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Liên bang Nga, Ngoại trưởng nước này ông Sergei Lavrov tuyên bố, Moscow sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine, nhấn mạnh sự cần thiết phải tính đến thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á-Âu. Ngoại trưởng Lavrov đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc về hợp tác đa phương vì lợi ích tạo ra một trật tự thế giới công bằng và bền vững hơn trong ngày 16 tháng 7. Theo ông, khi đồng ý về các bảo đảm và thỏa thuận chung, các bên sẽ phải tính đến các thực tế địa chiến lược mới trên lục địa Á-Âu, nơi một kiến trúc toàn lục địa về an ninh thực sự bình đẳng và không thể chia cắt đang hình thành. Ông Lavrov nhấn mạnh, Nga sẵn sàng tìm kiếm sự cân bằng lợi ích để giải quyết cuộc khủng hoảng hiện nay ở Ukraine. Nhà ngoại giao Nga cũng tái khẳng định, để chấm dứt xung đột ở Ukraine, Moscow cần loại bỏ mối đe dọa từ phương Tây. Cùng ngày tờ The New York Times đưa tin, chính quyền Ukraine có kế hoạch chấm dứt xung đột với Nga thông qua đàm phán hòa bình. Trước đó, hôm 15 tháng 7, ông Zelensky gợi ý rằng Ukraine và những người ủng hộ nước này có định tổ chức hội nghị thượng đỉnh hòa bình lần thứ hai vào tháng 11. Ông lưu ý rằng sẽ có ba cuộc họp riêng biệt tập trung vào an ninh năng lượng, tự do hàng hải và trao đổi tù nhân để mở đường cho một hội nghị cấp cao khác. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng để giải quyết xung đột, sự có mặt của đại diện Nga tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai về Ukraine sắp tới là cần thiết. Bloomberg hồi đầu tháng này cho rằng việc Kyiv thúc đẩy triệu tập một hội nghị thượng đỉnh trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ báo hiệu cảm giác cấp bách từ phía Ukraine. Khi nước này phải đối mặt với viên cảnh chiến thắng thuộc về ứng cử viên tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã nhiều lần cho biết rằng ông sẽ giải quyết xung đột Ukraine trong vòng 24 giờ nếu đắc cử, đồng thời chỉ trích việc Mỹ hỗ trợ quân sự cho Kyiv. Tuy nhiên về phía Nga, tư ký báo chí của tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho biết, Điện Kremlin chưa hiểu ông Zelensky đang nhắc đến sự kiện gì. Người phát ngôn cho rằng sự kiện thượng đỉnh hòa bình đầu tiên và Nga không được mời tham dự hoàn toàn không phải là một hội nghị thượng đỉnh hòa bình. Vì vậy, có lẽ trước tiên cần phải hiểu ý ông ấy là gì. Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin tuần trước cho biết Moscow không có kế hoạch tham dự bất kỳ hội nghị thượng đỉnh mới nào về Ukraine nhằm thúc đẩy cái mà ông gọi là công thức ngõ cụt và giống như tối hậu thư của Kiev. Hội nghị thượng đỉnh đầu tiên về hòa bình cho Ukraine được tổ chức trong hai ngày, 15-16 tháng -6, 6 vừa qua, Tham dự hội nghị có đại diện của tổng cộng 92 quốc gia, trong đó có gần 60 nguyên thủ nhưng không có Nga. Nghiệp phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova gọi hội nghị thượng đỉnh do thụy Sĩ đăng cai là một thất bại. Lưu ý rằng gần một nửa số phái đoàn được mời, bao gồm cả Trung Quốc, đã không có mặt. Bà cho biết thêm rằng cuộc họp đã thất bại trong việc thiết lập bối cảnh cho các cuộc đàm phán về một nền hòa bình bền vững. Gần một nửa người Ukraine ủng hộ đàm phán hòa bình để chấm dứt xung đột với Nga. Đây là kết quả một cuộc khảo sát mới đây từ Trung tâm Xã hội học của Ukraine. Theo kết quả cuộc thăm dò, 43,9% người được hỏi ủng hộ đàm phán với Nga, trong khi đó 35% số người được hỏi phản đối đàm phán với Nga và 21,1% số người được hỏi không đưa ra quan điểm của mình trong vấn đề này. Cũng theo kết quả của cuộc khảo sát, 22% số người được hỏi ủng hộ tình trạng trung lập của Ukraine. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã kéo dài hơn 2 năm, gây thiệt hại to lớn đối với người dân Ukraine và Nga, cũng như ảnh hưởng ra toàn cầu. Do đó, dư luận mong mỏi rằng các bên liên quan cần nhanh chóng quay trở lại bàn đàm phán để giải quyết hòa bình cuộc xung đột. Hiện nay, có nhiều nước tuyên bố sẵn sàng trở thành trung gian hòa giải. Tuy nhiên, cuộc xung đột vẫn đang diễn ra rất quyết liệt. Các bên liên quan vẫn chưa chịu chấp nhận các điều kiện đàm phán của nhau. Vì vậy, dư luận cũng hy vọng rằng các bên liên quan cần nhân nhượng thỏa hiệp lẫn nhau, đồng thời cộng đồng quốc tế có các nỗ lực mạnh mẽ để thúc đẩy các bên nối lại đàm phán. Thông tin vừa rồi cũng đã kết lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Những diễn biến tiếp theo liên quan đến cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật trong các chương trình bản tin và tin tức thời sự hàng ngày. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!